Ok hai các bạn, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Stormy Gaming ha. Và hôm nay thì mình sẽ mod Flash thôi các bạn ha. Vâng, đây là Flash nè các bạn. Một anh chàng Flash rất là đẹp và cũng rất là idol của mình ha. Và rất là hâm mộ cái anh Flash này luôn á các bạn. Thì đây là một cái skin Flash của Injustice ha các bạn ha. Đó, một cái bộ đồ thì rất là đẹp. Thì bây giờ nó có nhiều cái loại Flash khác nhau lắm các bạn. Và nó có nhiều cái bộ đồ rất là đẹp. Nhưng mà mình thích cái Flash Injustice này, cho nên là mình sẽ chơi cái Flash này ha các bạn ha. Vâng, ok. Thì như các bạn xem phim và như các bạn nào cũng đã biết về cái anh Flash này á, thì cái thằng Flash này nó là một cái người bảo vệ công lý ha. Nó là một cái con người gọi là chính nghĩa đó, chuyên đi tiêu diệt những cái kẻ xấu, đem lại một cái thế giới hòa bình, một cái thế giới gọi là công lý cho cái đất nước mình đang ở và cho tất cả mọi nơi mà anh đi tới luôn hả các bạn ha. Đó thì vâng, thì đây là chính hiệu Flash luôn nha các bạn. Ai là fan emo thì cứ bơm đây nha các bạn. Vãi thiệt, vãi cái thằng làm cái bét này, trời ơi nó u một cục luôn các bạn. Đó, do là tại bộ đồ này nó hơi bó, cho nên là các bạn biết là mấy cái anh nước ngoài thì mấy cái cờ u của anh rất là to và bự, cho nên là nó hơi u một chút thì không sao hết. Ok, ở đây là Flash. Thì từng một loại Flash thì nó sẽ có những cái giống như là những cái hiệu ứng Flash khác nhau ha các bạn ha. Thì thằng Flash này thì nó sẽ có cái hiệu ứng màu vàng đó, các bạn thấy nó leo nhà rất là nhanh không? Đó, chỉ cần 1 phút 30 giây thôi là mình đã ở trên gọi là đỉnh tòa nhà đó. Thì cái này là mình chỉ mới chạy như là bình thường thôi các bạn ha. Còn mà chạy nhanh là vậy nè. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Và nó có rất là nhiều sức mạnh luôn ha các bạn ha. Đó, khi nào mà mình gặp kẻ xấu hay là mình gặp những cái thằng nào mà gọi là muốn làm hại người khác á, thì mình sẽ sử dụng cái sức mạnh của mình để mình có thể mình tiêu diệt nó. Ơi, what the fuck? Xin lỗi anh trai nha. Trời ơi, mới chạy ngang qua cái là bởi kiến luôn rồi. Đó, các bạn thấy tốc độ như thế nào? Đó, khi mà nó đang sử dụng cái năng, cái sức mạnh đó thì mọi thứ sẽ bị chậm đi hả các bạn ha. Còn khi mà nó chạy bình thường như vậy á, thì nó cũng bình thường thôi, nó không có gì gọi là chậm hết. Đó, để có thể leo bất cứ đâu mình thích thôi các bạn ha. Đây là một cái gọi là cái chỗ quay phim. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi tuần tra vòng vòng ha. Thì mình biết nếu như mà có Flash mình á, mình có khả năng, một cái khả năng gọi là đặc biệt á, thì chắc chắn ở trên cái trong thành phố này và trên thế giới này cũng có những kẻ xấu, nó sẽ có những cái khả năng cũng đặc biệt luôn đó. Cho nên là mình được chính quyền thành phố đó, giao cho nhiệm vụ đi tuần tra và tiêu diệt những cái kẻ gọi là ác thôi các bạn ha. Đó, cái này thì mình đi tuần tra. Nó đi tuần tra thì mình canh cái thằng nào mà nó xấu hay là cái gì là mình tiêu diệt nó liền. Nó Flash này thì nó rất là bá đạo các bạn. Nó chỉ sợ những thằng mà Flash ác thôi ha. Đánh thì hai thằng nhanh như nhau thì đánh nó hơi coi bộ là nó khó đánh. Đó thì Flash đang đi tuần nè. Này gọi là đi cưỡi ngựa luôn chứ không phải đi tuần nữa. Chạy quá nhanh đi các bạn ơi. Anh có thể chạy bất cứ đâu mà anh thích. Bây giờ thì mình sẽ lên cái tòa nhà cao nhất thành phố này ha. Ở đây nó bị vướng rồi, mình sẽ chạy qua đây. Ok, tụi mình có thể leo tường. Ôi, rớt mẻ rồi. Ô, tụi mình sẽ chạy vòng tòa nhà nè. Bay được luôn nè các bạn thấy không? Đó, Flash có thể bay được luôn nè. Đó, nó có thể bay được. Nó nhờ giống như hai cái tay nó đập thành giống như là hai cánh quạt đó các bạn. Các bạn thấy cái hai cái tay rất là nhanh không? Đó, nó đập nó tạo thành một cái luồng hơi để có thể đẩy nó đi nè. Đó, các bạn thấy hay không? Các bạn mod rất là chân thực thôi các bạn ha. Thì trong thời gian hồi nãy giờ mình đi tuần, mình không có gì, mình không có cảm thấy gì gọi là có biến hay là có tội phạm gì hết trong thành phố Gotham hết các bạn ha. Cho nên là ok, đây là cái bệnh viện, thì mình sẽ vô mình thăm hỏi những cái thằng nào mà bị bệnh hay là những cái bệnh nhân gì đó cần mình giúp.
thì mình sẽ vô đây giúp đỡ thôi ha các bạn ha. Ok, và mình sẽ tạm nghỉ đây chút xíu rồi mình sẽ đi từng tiếp. Ok ha các bạn, và mình là Reverse Flash đây. Mình là mỗi con Flash rất là ác, mình là gọi là mỗi con quỷ Flash ha các bạn ha. Các bạn nhìn có thể nhìn thấy được cái bộ đồ mình đang mặc đó, và cái hàm răng rất là ghê của mình đó. Thì đây là mình là một cái kẻ Flash gọi là rất là xấu và rất là ác đó. Mình sẽ thì tối hôm nay mình sẽ xuất hiện ra đây và mình sẽ tàn sát hết tất cả mọi người dân trong thành phố, cũng như là những cái người nào mà dám cản trở Reverse Flash như mình. À, mình đang có rất là nhiều những cái skill như thế này. Trời ơi, nó nổ lan luôn kìa các bạn thấy không? Trời, có một cái mà nó nổ quá trời người chết luôn kìa. Ha ha ha. Tụi bay chạy đâu? À, Reverse Flash tao xuất hiện thì mọi người chỉ có chết thôi. À, không có ai có thể cản được tao hết. Kể cả Superman có xuất hiện ở đây. À, các bạn thấy rất là ghê các bạn. Đây mình có thể bước chậm chậm cũng được nè. Đó, mình sẽ thể mình để mình bước chậm chậm cho các bạn xem ha. Reverse Flash. Đó, một bộ đồ rất là đẹp ha các bạn ha. Mình sẽ xuất hiện ở đây để ta tàn sát hết tất cả mọi người. Để mình ra cái con ra cái chiếc phi thuyền này coi có ai vào đây không. Đấy. Chạy nhanh quá. Nãy mình lên được rồi. Đó. Mình đi chậm chậm nè. Đó, mình đập được cái bàn luôn các bạn thấy không? Nó giang hồ tới cỡ đó đó. Cái du thuyền rộng nhưng mà không có ai trong đây rồi. Rồi ok, du thuyền này không có ai rồi, để mình ra ngoài mình vô thành phố ha. Ê coi, thằng kia đang đứng kìa. Hôm nay là số chết của mày rồi. Ở hôm nay Reverse C mình sẽ hoành hành ở đây. Đó, một cái bộ đồ rất là đẹp hả các bạn ha. Hoành hành ở đây ha. Và mình có nghe là trong thành phố này có thằng Injustice Flash. Nó đứng ra, nó là một người chính nghĩa và nó bảo vệ cái thành phố này. Ừ, thật là một kẻ ngu ngốc khi mà hả làm cái điều đó khi không có ích gì cho mình. Chết nè. Trời trời vậy mà cái xe kìa. Không nổ luôn. Để mình chơi skill khác ha các bạn ha. Đây là một skill gọi là quay tay. Quay tay thần trưởng và nó chỉ có tác dụng khi mà nó gần thôi các bạn ha. Nó sẽ tạo ra những cái tia đỏ như thế này để cuốn mọi người bay ra xa, như nó tạo một cái luồng gió vậy á. Chơi tất cả mọi chiêu cho các bạn xem. Đây là cái chiêu hình như là nó phá chiếc xe này hay gì nè. Rồi mình chơi thử cho các bạn xem ha. Đây thì nó không có lấy mục tiêu được. Cái chiêu này như nó bị lỗi rồi hay sao á. Đó, đây là khi mà đánh thường nè. Ở khi chạy nó sẽ tạo ra những cái đường lằn màu đỏ, giống như là cái sức mạnh của nó tạo ra ha. Mỗi một đồ thì nó sẽ có những cái hiệu ứng flash khác nhau. Quốc quốc nè, nó đụng mình. Nó đụng mình đâu có được đâu, tại mình nó đụng mình là mình lắc là mình cũng hả không có bị gì hết ha các bạn ha. Ở đây đây mình sẽ chơi cái kêu gọi là cuồng phong bão tố. Đó, chiều này nó sẽ xoáy tất cả mọi thứ. Trộn cái vòng tròn màu đỏ khá là đẹp luôn các bạn. Đó, mình thách chiếc có chiếc xe đụng được mình luôn á. Đó, mình có thể chạy xuyên một thể luôn nè các bạn thấy không? Quá dữ luôn. Gọi là bá đạo luôn á các bạn. Đó, mình giấy cả thùng ghét cả cây cục điện lên luôn. Quá dữ luôn rồi. Ê, ở đây nó sẽ có một cái chiêu là đâm vô tim người ta ha.
nó dùng cái tay nó móc vô tim người ta luôn các bạn. Chiêu này rất là gọi là ác. Để mình chơi cái này đi, mình khoái chọi cái này nè. Đêm rất là gọi là kinh dị đối với tất cả mọi người trong thành phố này khi mà Reverse Flash xuất hiện các bạn ha. Và nó cũng đang gọi là thách thức thằng Majestic Flash để có thể ra đây chiến đấu với nó, để thử coi ai là gọi là Flash duy nhất còn sống lại trong thành phố này. Chết, chết chứ mình hết. Ồ, ghê hết các bạn ha, nhìn cái mặt này giống như cái thằng Nasus trong LOL chứ các bạn. Các bạn thấy không? Các bạn thấy hàm răng đó không? Ghê. Chết, chết. Ok, và bây giờ mình đã quậy thành phố là đủ rồi, bây giờ mình sẽ tiến vào khu quân đội ha các bạn ha. Ở đây là một cái địa điểm gọi là rất là thú vị, để cho mình có thể đi vào và mình làm gỏi hết nguyên cái khu quân đội đó. Mà sao tự nhiên mình chạy đây luôn rồi. À giống như là mình chạy nhanh quá thì nó bị lỗi á. Không sao, để mình chạy đứt luôn cũng được, cho nó bá đạo. Rồi sắp tới rồi. Đó. Kia là một cái khu quân đội ha các bạn ha. Chạy ở ngoài đồi núi này thì nó dễ bị nó bị lỗi, nó dễ bị như là nó bị lún xuống vậy. Đây mình chạy thường nó cũng bị nè. Đó. Đây là khu quân đội hả các bạn ha. Theo các bạn thì mình có nên là tấn công mỗi khu quân đội này không? Hô hô hô. Đó. Và lát khi chạy thì nó sẽ có những cái đốm sáng dưới chân nữa hả các bạn ha. Theo các bạn thì mình nên tấn công cái khu quân đội này không? Ha. À, nếu mà mình vô khu quân đội này thì nguyên cái thành phố và nguyên cái đất nước này sẽ chết hết với mình. Thì cùng lúc đó đã có một cái anh Flash từ trong khu quân đội và anh muốn tấn công Reversi. Vâng. Đúng rồi, thằng kia chính là thằng Majestic Flash rồi. Một cái thằng Flash mà mình thường hay đang tìm kiếm. À, nó biết mình sắp tấn công khu quân đội cho nên là hả, nó xuất hiện ở đó kìa. Các bạn thấy không? Nó biết là mình sắp tấn công khu quân đội cho nên là nó xuất hiện sẵn đó để nó chờ mình vô. Ok, mình đâu sợ nó. Hôm nay mình sẽ vô mình chiến đấu nó. À, đó kìa, Flash kìa. Chết rồi, mình phải chọn một cái skill đó, để nó không là mình sẽ no đòn. Ở đâu rồi? Rồi, thằng ở đâu rồi? Đây, 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 đây. Mày hả, Ryu? Injustice, chết mày nó quýnh mình. Chơi nó. Trời ơi, này nó mạnh cái gì? Mày hả? Không, mình phải chạy qua bên kia chút xíu, nó không là nó giết mình chết. À, cuối cùng thì mình cũng đã kiếm được Injustice Flash và mình đang chiến đấu nó để coi là ai là người hả Flash mạnh nhất trong cả năm. Ở đâu rồi, ở đâu rồi, mình không thấy luôn á các bạn. Để mình chọn chiêu khác, mình chơi chiêu này đó, gài nó xuống nhất đó, nó đang chạy tới chỗ mình đó. À, Reversi đâu dễ bị ăn hiếp vậy, chết mẹ nó quýnh mình kìa, quýnh ghê quá. Để mình chơi chiêu này đúng rồi. Đó, phải chơi chiêu này. Sao mình ngu quá. Ở đâu rồi, thấy văng bên kia rồi. Đó, mình sẽ chơi chiêu này. Mình có thể cứu nó vô được, mình có thể dễ dàng giết nó được. Với lại hồi lại cho mình một cái phần máu rồi đó. Trời, bullet tên kia đã bắn mình luôn kìa.
À, mình chỉ có thể chơi được chiêu đó thôi. Đó, để mình hồi lại một phần máu của mình rồi mình tiếp tục mình chiến đấu nó ha. Ở đâu rồi? Chết mẹ, nó chơi chiêu đó ngược lại với mình luôn kìa. Ta cũng chơi ngược lại với mày luôn. Đó. Với chơi chiêu này thì mình chơi nó được. Để mình chơi cái lấy cái xác mà mình chọi nè. Rồi. Không thấy luôn các bạn, nó nhanh quá. Kia rồi. Chết mẹ, mình không chọi được. Chơi chiêu này thôi, mình không tấn công được, nó quá nhanh. Phải chơi chiêu này để mình giết nó mới được. Muốn đi tôi bắn mình nữa chứ. Là vãi đái, vừa flash nó tấn công mình mà vừa hả một lít nó bắn mình nữa. Rồi tấn công tới lại mình rồi kìa, mình phải chạy ra chỗ khác.